mình là An đây. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục review tại Dada Beauty nha. An sẽ review cho các bạn 4 sản phẩm trang điểm dưới 200 cành tại Dada. Những lần trước thì An có review rất là nhiều sản phẩm dưỡng da rồi đúng không? Thì bây giờ An sẽ đổi gió review cho các bạn về những sản phẩm makeup nha. Kem nền này là sản phẩm bán chạy của Thái Lan với giá tại Dada là 27k. Tiêu chí của brand này là muốn chúng ta hướng đến những cái dạng chiết nhỏ gọn, chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm sản phẩm hơn. Như một buổi tiệc buffet, bạn có thể lựa chọn nhiều món ăn, thì giờ bạn có thể lựa chọn nhiều mỹ phẩm dạng chiết nhỏ gọn, tiện lợi, giá thành lại hợp lý như thế này. Em này với một cái thiết kế là đầu vặn, lúc đầu mình mua thì mình nghĩ là nó rất là ít, nhưng mà không, chỉ cần 3 hạt đậu như thế này là các bạn có thể make up cả khuôn mặt rồi. Mình tán từ trong ra ngoài để tạo hiệu ứng chiều sâu cho khuôn mặt, nền tiệp màu da che khuyết điểm vừa phải. Áp lên mặt thì mình thấy nó khá là mát và trông rất là tự nhiên. Mình nghĩ là nếu như da bạn nào ít khuyết điểm giống như da mình thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Theo mình thì mình thấy là độ bám của em này có thể là hơn 8 tiếng lận đó, và kìm dầu khá là tốt nha. Sau khi đánh nền xong thì bước tiếp theo của chúng ta là kẻ lông mày. Vagosi là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với các dòng cọ và dụng cụ makeup được các chuyên gia makeup yêu thích và lựa chọn. Thiết kế với 3 công dụng, một là đầu kẻ chì siêu nhỏ, siêu mảnh, các bạn dễ dàng định hình được chân mày. Và tất nhiên là sẽ có một đầu để các bạn có thể tán được bột mày mịn. Các bạn nghĩ vậy là hết rồi đúng không? Không, nó vẫn còn một cái nữa, đó là đầu bông mút siêu mềm để dặm lên trên chân mày, phủ và tán bột, giữ và bám lâu hơn. Các bạn biết gì không, mỗi lần mà kẻ chân mày thì nó tâm linh dữ lắm luôn. Toàn kẻ theo ông bà mách bảo thôi, nhưng mà hôm nay kẻ cho các bạn cho nên mình sẽ cố gắng kẻ. Em này cũng khá là dễ kẻ đó, các bạn thấy không, phần chì của em này rất là mịn và khi mà mình tán ra nhìn rất là tự nhiên. Với một đứa không biết kẻ chân mày như mình mà mình vừa vẽ được một quả chân mày rất là ưng. Độ bám màu tốt nè và lên màu đẹp. Màu mình đang xài là màu số 05 và nó còn rất là nhiều màu khác nữa. Hiện tại mình chưa thấy em chị kẻ chân mày nào tốt như vậy mà chỉ có giá 99k, chỉ có bán tại Dada mà thôi. Nếu Vagosi nổi tiếng về các dòng cọ và dụng cụ trang điểm thì Embo này nổi tiếng về các dòng son kem lì, dưỡng da với một giá thành rất là hợp lý luôn. Từ mức giá trung bình cho đến cao cấp thì em này đều có. Son với thiết kế vuông trông rất là hiện đại. Và bây giờ mình sẽ tô son theo một cái trend trên TikTok. Mình không biết là ai nghĩ ra được cái trend này. Mình thấy cái này nó còn tâm linh hơn là kẻ lông mày luôn. Không biết là có đúng chưa ta. Bây giờ mình sẽ dùng bông mút để tán đều ra nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng son để làm phấn má, phấn mắt. Nếu như mà các bạn đang mong chờ mình tô son lên môi như thế nào thì coi hết clip. Ê, cũng ok quá nè. Nhưng mà mấy bạn nhớ là dặm nhẹ tay thôi nha. Kiểu nếu như mà dặm mạnh quá hoặc là kéo thì nó sẽ rất là dễ bị trôi lớp nền của mấy bạn á. Nhớ là không được kéo nghe chưa, hồi nãy mình quên. Mình tán mạnh tay quá, nó bị trôi hết một xíu. Nhưng mà không sao, không sao, tôi vẫn đẹp. Mặc dù mình mới đánh lên má thôi, nhưng mà mình thấy cái màu này rất là tinh và dễ tán. Nó có thể blend ra ngoài rất là dễ dàng và độ bám màu cũng tốt. Mình tán nhẹ ra thôi thì nó đã đều màu. Nó làm cho má của mình hồng và tươi tắn lên hẳn. Khoát lên tay thử cho các bạn xem nha. Độ lên màu cũng rất là chuẩn. Nó mịn mà mình nghĩ là các bạn có thể dùng hàng ngày. Em này sẽ làm nổi bật men răng và trắng da. Nếu như mà các bạn chán các dòng son cam hoặc là tông trầm thì có thể thử qua em này. Em này dùng đậm hay nhạt đều được. Kể cả khi các bạn không trang điểm, chỉ cần đánh một lớp mỏng nhẹ lên là trong khuôn mặt của các bạn sẽ bừng sáng và rạng rỡ hơn. Hiện tại Dada đang giảm giá em này 45%, chỉ còn 199.000 thôi. Các bạn có thể lên website mua và tham khảo nhé. Sau khi mà mình bấm mi xong thì mình sẽ chuốt mascara. Đây là một em mascara làm dày và dày mi đến từ Hàn Quốc, thương hiệu của Zigot. Một cái thương hiệu mà giá khá là bình dân, thành phần đơn giản và lạnh tính nhưng mang lại hiệu quả cao cho người dùng. Em này cầm khá là chắc tay và cái màu vàng của nó trông rất là đẹp, nổi bật. Khi mà An chuốt lên mi thì nó không có bị vón cục và cái phần đầu cọ của nó có thể chạm đến từng cái sợi mi ở dưới của An. Đây là một bên mà mình đã chuốt và đây là chưa. Thông thường các bạn có thể không kẻ eyeliner, nhưng khi makeup các bạn không thể nào thiếu mascara được, tại vì mascara sẽ làm cho mắt các bạn to và tròn và có hồn hơn. Trong 4 sản phẩm An review thì An thích nhất là cây vẽ chân mày của Vagosi này.
Nếu như mà các bạn chưa tìm được sản phẩm kẻ chân mày nào ưng ý thì các bạn có thể lên website của Dada Beauty để tham khảo nha. Ngoài 4 sản phẩm mà An đã review qua thì trên website của Dada Beauty còn rất là nhiều sản phẩm với ưu đãi giá hời nữa. Quên like, share và subscribe kênh YouTube của Dada Beauty Việt Nam nha. Bây giờ thì bye bye.